Con trai cưng của mẹ thích cắn kẹo hít kem, bạn bè gọi có mặt riêng ba mẹ nói là nó không nghe. Con trai cưng của mẹ ngồi việc gan khúc trẻ, hơn 20 tuổi đầu nhưng khi ở nhà vẫn là em bé, vì nó là con trai cưng của mẹ nó. Con trai cưng của mẹ nó. Con trai cưng chưa bao giờ nhấc ngón tay từ khi bà đẻ nó. Con trai cưng của mẹ nó. Con trai cưng của mẹ nó. Ở ngoài kia phong ba bão tố, về nhà luôn có mẹ chở mẹ che. Con trai không bao giờ nhớ mẹ, con trai không tâm sự với cha, con trai chưa bao giờ phải khóc trừ khi mẫu giày nó thích vừa mới ra. Từ bé thì ba đã đi làm ăn xa, mẹ là chủ cả tối nào cũng tăng ca, nên những cuộc vui sẽ không bao giờ dừng lại đến khi cái ngày ông già nó băng hà. Là con trai cưng chưa từng tự mình đứng vững tới hai chân, gọi là con trai cưng quan tài ông bãi không biết đã ai bưng. Con trai cưng đi khắp mọi nơi mà không có ai nhận, thằng sinh ra là con của giám đốc, cũng có thằng ông bà già nó làm để hai.